thì nó rất là thích cây muối. Con sâu đó đến cây muối nó chích vô cây muối. Cây muối là cái cây rất là mặn mấy em, cành lá thân rồi rất là mặn, thì nó chích vô cây muối và do cái thích tố đặc biệt của nó thì làm cho cây muối phát triển bất thường, nó tiết ra cái dịch, nó tạo nên cái cổ của con sâu và con sâu chui vô đó sinh sống. Thì khoảng tháng 8 đến 9 người ta gỡ cái tổ sâu nó ra, người ta hấp xả. Hấp xả để làm gì nè? Để diệt các ấu trùng sâu bên trong nha. Và người ta phơi khô hay là sấy khô gì đó và mình được cái dược liệu là ủ hoại tử nha. Thì mấy em nếm thử nó rất là chát, nó chứa là tannin trong ủ hoại tử là khoảng 40-50% nha, rất là nhiều nha. Thì có trường hợp đặc biệt là tannin được tạo thành do gỗ của con sâu nha, còn lại là có từ thực vật nha. Rồi phân loại tannin dựa vào cấu trúc nè nha. Thì dựa vào cấu trúc hóa học, người ta phân tannin ra làm hai loại. Loại thứ nhất là tannin thiển phân được và loại thứ hai là tannin không thiển phân được. Thì tannin thiển phân được còn có tên là tannin pyrogallic, pyrogallic các em, và tannin không thiển phân được là pyrocalcic. Thì đầu tiên tannin thiển phân được nó là có tên là pyrogallic. Mấy em nghe chữ pyrogallic thì mấy em sẽ hình dung ra cái tannin này á, nó là thiển phân được thì nó tồn tại ở dạng glycosic ha, ở dạng glycosic là phần acetone nối với phần đường, mà cái phần acetone của nó là do các đơn vị axit gallic nối lại với nhau tạo thành ha. Cái phần acetone của nó đó là do các axit gallic nối lại với nhau tạo thành nên nó có tên là pyrogallic. Còn cái phần đường đó thường là đường glucose ha. Phần đường tạo nên cái liên kết nó te với phần acetone đó là các đường glucose. Rồi cái tannin thứ hai là tannin không thủy phân được, còn có tên là pyrogallic. Thì tannin này là tồn tại ở dạng acetone, nó tồn tại ở dạng acetone nên nó không bị thủy phân bởi đường hoặc là methanase, nó không bị thủy phân và nó có tên là pyrogallic là do cái phần acetone đó được do các đơn vị catechin liên kết lại với nhau tạo thành catechin pyrogallic. Mà bản chất của các catechin này đó là các đơn vị lavan baon hoặc là lavan ba bốn dion. Em nhớ không? Em nhớ cấu trúc của lavan baon, lavan ba bốn dion không nè? Lavan baon thì nó cái vòng C của nó, vòng A vòng B là hai cái nhân thôn đó em. Vòng C nó là một gì dòng oxy, không có nói đôi ở vị trí carbon số 2, số 3, không có nói đôi tại nó là lavan mà nha. Và ở vị trí số 3 đó, nếu mà baon thì vị trí số 3 nó có nhóm OH. Còn lavan 3,4 dion thì ở vị trí số 3, số 4 nó có hai nhóm OH là 3,4 dion nha. Em nhớ có chút không? Thì bản chất của các cái tannin pyrogallic là do các đơn vị lavan baon hoặc là lavan 3,4 dion liên kết lại với nhau tạo thành ha. Còn tannin pyrogallic có tên là pyrogallic đó thì em nhớ là acetone của nó là do các acid gallic nối lại với nhau ha. Rồi có khó hiểu quá không nè, con thấy mấy em là đờ đẳng rồi đó hả? Sao có cần nói lại không? Nói lại hả? Rồi bây giờ người ta phân loại tannin dựa vào cấu trúc hóa học, người ta phân tannin ra làm hai loại đó mấy em. Loại thứ nhất là tannin thiển phân được. Tannin thiển phân được còn có tên là tannin pyrogallic, phải không? Tannin này tồn tại ở dạng glycosic dưới tác dụng của men hoặc là axit gì đó ha, hoặc là kiềm gì đó thì nó sẽ bị thiển phân, nó cắt liên kết giữa phần đường và phần acetone ra, nó thiển phân ở cái nối nó cắt te đó, nó cắt đường ra ghim acetone ra ghim nên người ta gọi là tannin thiển phân được ha. Rồi tại sao nó có tên là pyrogallic? Là cái phần acetone của nó đó là do các đơn vị axit gallic nối lại với nhau tạo thành nên nó có tên là pyrogallic, được chưa? Và nhớ là nó là thủy phân được là do nó tồn tại dạng glycosic. Rồi loại tannin thứ hai là tannin không thủy phân được, là tannin này là tồn tại ở dạng acetone nên tác dụng của men của đường gì đó thì nó đâu có bị thủy phân, tại vì nó không có liên kết các te với đường đâu mà nó bị thủy phân, phải không? Nó đâu cắt đường riêng, nó đâu có đường đâu mà nó cắt, phải không? Nên gọi là tannin không thủy phân được.
và nó có tên là biogenesis. Tại vì cái phần anicon của nó đó là do các catechin nó lại với nhau tạo thành, nên nó có tên là biogenesis, catechin biogenesis ha. Rồi bản chất các catechin đó là gì? Là các labanthaon hoặc là labanthaon bốn thì on nối lại với nhau tạo thành nên cái tannin này ha, bản chất của nó ha, được chưa ha. Hai cái tannin này khác nhau là một cái ở dạng lipoxit, một cái ở dạng anicon, nên cái tên nó khác nhau, điểm phân được và không điểm phân được. Rồi cái tên biogenesis, biogenesis là do các đơn vị nó tạo nên liên kết. Tôi xin lỗi, các đơn vị tạo nên cái phần anticon của nó mà nó có tên khác nhau. Được chưa nè? Nha. Rồi đầu tiên mình sẽ đi cái phần tannin điểm phân được, đây là tannin tồn tại ở dạng lipoxit các em. Nha, đó là biogenesis, biogenesis nha. Rồi. Tannin này do tồn tại ở dạng lipoxit nên nó thường dễ tan trong nước. Ở dạng lipoxit nó phân cực hơn ở dạng anticon thế em. Nước là dung môi phân cực à, nên nó tan tốt trong dung môi phân cực nha. Được, dễ tan trong nước. Rồi bị điểm phân bởi men hoặc là axit ha, cắt ra làm hai phần, phần đường và không phần anticon ha, phần đường nghiêm và anticon nghiêm ha. Rồi khi chưng thức khô ở nhiệt độ là 180 đến 200 độ C thì sẽ bị cắt ra cái mảnh đơn giản, từng mảnh đơn giản đó là các biogalon và các monomer ha, monomer. Rồi phản ứng với dung dịch muối sắt ba lỏng, muối sắt ba lỏng đó thì sẽ tạo tủa màu xanh đen. Cái phản ứng với muối sắt ba lỏng của tannin đó là do phản ứng của OH phenol tạo khúc tủa với muối sắt ba, và cái tủa của tannin thì không được này nè, muối muối sắt ba là cái tủa màu xanh đen. Thì muối sắt ba là một trong những thuốc thử để định tính phân biệt hai loại tannin đó em. Ha, dưới với cái tannin thủy phân được thì muối sắt ba sẽ cho cái tủa màu xanh đen, trong khi đó tannin không thủy phân được thì cho cái tủa màu xanh lá. Cái màu sắc của tủa nó khác nhau. Thì thuốc thử muối sắt là một cái thuốc thử để phân biệt, một trong những thuốc thử để phân biệt hai loại tannin. Ha. Rồi cho tủ bông của chị acetat 10% ha. Rồi đặc tính kế tiếp đó là khi thủy phân thì cho một đường nghiêm phần anticon riêng ha, phần đường nó thường là đường glucose ha, có thể cô học nói là cái phần đường tạo nên liên kết ít te ha, tạo nên liên kết ít te với phần anticon của tannin ha, thì thường đường đó là thường là đường gì, cô nói là thường là đường gì thì cô sẽ cho ABCD cô ngắn cô sẵn trong lô cho nhân ha, thì em phải nhớ nó là thường là đường glucô thường thôi chứ không phải là luôn luôn hết em nha. Rồi được chưa nè. Rồi một glucô, một đường glucô, em nhớ cấu trúc của đường glucô là có mấy nhóm OH, có năm nhóm OH ha, mỗi đường glucô sẽ nối với nhiều nhóm anticon ha, một đường nối với nhiều anticon đó em ha. Thì anticon của tannin chỉ phân được đó là các axit tannic nối với nhau tạo thành, đúng không? Không, đó là các acid galic nối với nhau tạo thành, thì đó là các oligomeric của các acid galic nối với nhau. Oligomer với polymer cái nào nhiều hơn em? Polymer nhiều hơn nha. Oligomer khoảng từ 11-12 đơn vị thôi, rất hơn. Polymer thì nó nhiều hơn nữa, nó dài hơn nữa, nó phức tạp hơn nữa. Là do các acid nối lại. Tôi xin lỗi, cái phần amicon của nó là do các acid galic nối lại với nhau tạo thành oligomer ha, và liên kết của các acid galic đó là các liên kết epsic. Epsic là gì? COH của acid galic này nối với OH ở vị trí beta, beta so với nhóm acid đó của một cái acid galic khác. Rồi em sẽ nhìn cái hình thì em sẽ dễ hiểu hơn. Đây là cái acid galic của em. Nãy cô nói với em lưu ý cái acid galic nào nó có cấu trúc là một cái nhân thơm, có một gốc acid và ba nhóm OH phải không? Rồi các acid galic này nối lại với nhau ha, tạo nên phần anicon ha, nó chỉ là oligomer thôi, cái mặt oligomer thôi ha, tạo nên phần anicon của tannin biogalic ha. Thì các acid galic này nối với acid galic kia ha bằng liên kết peptic. Liên kết peptic là gì? COH của acid galic này, đây là nhóm acid nè, C
COOH của axit gallic này nối với OH ở vị trí meta. OH ở vị trí meta so với gốc axit ha, vị trí meta của axit gallic khác ha. Đây là meta, ở đây là gì mấy em? Ập thô đúng không? Meta ở đây là baga ha, thì nó sẽ nối với OH ở vị trí meta ha. Gọi là bằng dây nối là F-xít ha. Nếu hai cái axit gallic nối với lại với nhau thì người gọi là beta đi gallic, còn ba là chi ha, bốn là tê trang nhân nhân, thì nó là một cái mặt oligomer thôi ha, đó là cái phần amicon ha. Và mấy em nhớ ha, các axit gallic nối lại với nhau tạo nên phần amicon của tannin pyrrolic nối với nhau bằng dây nối F-xít. Nhớ cái này ha, cô cho Thi đó ha, F-xít ha. Cái gì cô cho Thi là cô nói hết để mấy em cô lý ha. Được chưa nè, mà cái mặt của nó chỉ là oligomer thôi ha. Rồi, tannin thì phân được có ở dược liệu như là ngũ hoại tử nè, lá ổi, lá bàng ha, đại hoàng, đinh hương ha, tụ hoa đinh hương đó em, nhân nhân. Rồi, cái loại tannin thứ hai ha, qua mình qua tính chất của tannin thứ hai là tannin không thể phân được, còn có tên là tannin pyrocatechin ha, pyrocatechin. Rồi đó là tiền thân của nó là gì, nó là tannin không thể phân được, nó là tồn tại dạng amicon đó em. Tannin này tồn tại dạng amicon khác với cái tannin kia ha, tồn tại dạng amicon, thì cái phần amicon của nó là do các, nó tên là pyrocatechin, thì do các catechin tạo thành.